Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay mấy anh chị em của Dân làm cái bôn để mình đi bắt cá. Mà Dân mới đi chợ về mua sắt. Mua sắt xong mình cắt ra để mình làm cái dành. Còn lưới này thì mình bọc lại. Chỉ kim thì mình mai. Giờ để xuống thì em cắt anh Tám. Anh Tám đo em cắt nha. Mình làm xong cái bôn thì mình cho chà tre vô. Chà tre vô mình thảy với nước. Đây là cái dành mẫu hả? Đúng rồi, mình cắt cây nào là ăn cây hả? Mình cắt hai ba cây không được. Cái mẫu nào thì mình để cái mẫu đó. Hả, cái miệng bự bự chút coi. Để xuống. Dính ngay, dính cái sắt em cho coi. Quá cô ơi. Em cưa nha. Dân làm cái bôn này dài 8 tấc à. Anh Tám làm niền, chị Út chẻ. Em cưa. Dữ quá ta. Tối nay đừng bắt em qua tắm bóp nè chị. Giờ mình cột để làm cái bôn. Cột hai dành trước chứ giữa cột sau. Mình làm cái sườn như vậy là xong rồi. Mình lấy lưới mình bao lại cái nữa là được. Xong một cái. Bùm. Bùm. Bắt cá gì chú? Đủ cá luôn đó. Nó muốn vô cá gì bắt cá. Ừ. Tép, cá lầu kiếm. Đó là không biết là được như nó xong mà. Nó thấy bự bự nó phái nó vô. Cái mối cột của chị đâu rồi? Trên luôn. Vô. Mình làm cái sườn không rồi, giờ mình bao lưới vô. Đây. Rồi. Cho vừa tới rồi, vừa tới thôi. Ừ. Con chú rồi. Nè, cho nó vừa ở đây. Ngay cái cây nữa chú rồi. Cái đằng mai của mình á, nó là ngay cái cây á. Kéo kéo dưới chú rồi. Được chưa? Chắc chủ phu qua đây kéo nghịch lại quá. Rồi, phu mai đi. Kịch cho mạnh nha. Rồi. Quá đẹp luôn. Dính luôn. Dính luôn. Dính luôn. Cái này phải ngờ mai mới có người cầm, người dính mới mai được ha. Đây. Rồi mình phải mai tới nè. Cái này mình có bẻ vô không? Bẻ, khoan em mai lần trước. Mai gì nè, nó chắc nè. Mai gì nó không có bị dục. Nó dục dữ. Nó dục, nó bực lớn ra kìa. Cái đứt cái lẹm này nó bự mà chị. Nó dướng rồi đó. Tới đâu rồi? Cái này em canh này. Cô ấy tôi dịnh cái này cho nha. Rồi. Cái này bắt cho nó chạy. Cái bóng cát như đặng nữa cô. Cái bóng á, thiệt luôn. Ở đây không có. Cái bóng tượng chứ quên nó có bóng cát. Cái bóng mà đuôi đỏ đỏ đó phải không? Cái bóng tượng không? Bóng tượng. Cái bóng mà con cái bóng đỏ đỏ đó, bóng cát là bóng trắng không à. Em không biết cái bóng cát đâu. Cái bóng cát là cái bóng trắng, cái bóng đi đâu cho kỳ. Nó thấy mình mạnh vui quá nó cũng qua chơi. Cũng đi dạ chuyện hả? Này mà mình phải ráng làm sao cho nó xong thử cho nó ra thế nào. Cố gắng lên nha. Cố gắng lên. Phải thành công. Ồ, được rồi nè, tính được rồi nè. À, con chính được thành công mà giờ tên chính mình này. Rồi bây giờ mình sao? Nghỉ luôn hả sao? Chưa. Còn mai nữa không? Rồi mình làm xong mình đi đạp chứ sao. Đó đẹp không? Rồi chị ngồi xuống chút. Rồi chụp tôi thử cái này ba đó.
Nó dính được con cá đâu, 50kg luôn. Mấy chị em dân làm cái bôn xong rồi, bây giờ mình lấy trà tre mình cho vô. Đây chị, mình cho trà tre vô, mình cho ngược như vậy nè. Nên mình vô cho đầy trà cái mình cắt nha. Hai chị em cắt. Cái này đưa quá. Cái này đưa cắt bỏ luôn. Cắt sau rủng cái lưới luôn. Đúng rồi. Chút vậy mình đi đặt luôn. Đó, cái trà nó dướng lại nè. Đây mình còn cao nè. Cái đuôi này mình để đi không đó, sao đâu nó okay. Gì nè đẹp không? Đẹp phút. Đẹp phút cái chị nha. Ok cột lại cái chị ơi. Ơi chị làm phút hết hồn. Rồi đó. Coi. Đây. Ghê. Cũng nhẹ mà. Xong nữa một bình ghê. Cá trước một nhóc rồi chị. Chốt lại cho cá này. Mày ơi, đứng ngon đó. Bình kiếm cho mày đi ghi mình đặt ha. Ừ. Rồi chị mát quá bác. Nước cũng mát nữa chú. Đúng rồi. Chị cho bà lội lên, bà lội xuống bà lên xuống là nó lạnh á. Chú anh chị và các bạn. Chào. Hôm nay ba chị em mới dân đi đập cái mấy cá bôn. Cái mấy cá bôn này mình làm được một tuần rồi. Cái mình ngâm nước ở dưới sông á. Bây giờ mình đem lên mình đi đập cho nó hết cái mùi thơm. Giờ tới mùi thơm. Thế má. Ồ cái cây vườn nó bự. Mình đi đập. Mình bắt hết cá thôi đó. Cá luôn á. Nước trên ruộng nó khô rồi nó xuống tinh cá mọc. Bởi lẽ rồi ba đặt đi mình bắt hết nhiêu luôn nó luôn á. Ừ. Mà tính đi. Tôi nói mày chết tính tôi đi. Ừ. Quyết định vậy đi. Đi đặt phải có làm tính đó cơ chính à. Ừ. Ừ. Lúa chín ngon không bèn có nước có cá không? Chỗ này nè, chỗ này dưới lắm cá nè. Rồi đặt chỗ quá trình đá cho đi. Rồi vô đó rồi bà. Cho cái vô ngàn cái mũi mình ra. Rồi. Tôi lại đừng lái được, tôi lại đó tôi móc cái vô cho có dính được ha. Không có đi được đâu. Bởi vậy đi không được nè. Bay xuống con nhà, bay xuống sông á. Bạn muốn đi xong rồi bỏ lên á. Đây cái bồn của mình đây. Chích chích vô. Chị nắm cái đó chị nghĩ vô chị. Ừ. Cho rồi, cái chuyện tới dưới là chỉ mình có một dây. Gọt lên được không? Ở đâu còn mình lát không? Ừ. Dân xin chào các bạn. À, bữa nay mấy chị em dân đi dỡ mấy cái bôn mình đặt mà bữa nay nó được 3 ngày à. Mắc cái về lục bình. Vô thôi chị ơi. 321 123 321.
Không đi luôn ta. Mắc cái gì á. Kìa trong đó kìa, ngã vô lục bình nó ngã ngã đó. Thôi ở đây được rồi chị, khỏi vô đâu. Em đây lấy cái sợi dây này nhẹ thôi. Khúc này là phải quyết liệt lên. Đấy, tôi cầm cho luôn. Dạ. Khoan, sóc sình đấy, sóc sình chết vậy. Nặng dữ ha, rồi bung ra được, bung đi. Bình được gì không? Đó hả? Nó nặng chết vậy đó. Còn trắng trắng ở dưới người ta. Ôi, cái cá gì nha. Wow, có sạc hả? Cá sạc, cá thắt lát, cá chê cô ơi. Ồ, cá chốt nữa, cá chốt nữa. Có cá gô nữa nè. Em vũ cho xuống. Anh vũ xuống nha. Trời. Không, bên đây thẳng dây để em qua bên đây. Để thắt lát cho sạp kín lại. Biết làm gì không? Nuôi. Thả vô mương mình. Nuôi hả? Nuôi. Đặt mấy ngày sình nó đóng rồi nè. Rong á. Nặng á. Vậy đó, phủ đi cá vô coi. Cá vô bự quá. Cọc chắc quá, mở nó không ra. Còn cọc lỏng thì sợ cá đi. Đây, được cái cô bự nè. Chị ơi, quá ở trời ơi. Luôn à. Ở trong có đống trà ngon ha. Đây, cắt lát, hai con, ba con cắt lát luôn. Bốn con luôn. Hồi bỏ vô sạp này nè, nó không chết. Con cá chốt nữa nè. Con cá chê nữa. Đây, được con cá chê. Ôi, bội thu nữa rồi. Còn nữa không? Hết rồi, hết rồi. Ê, còn con cá chốt. Cá tài. Nó cá lục bụng bụng luôn á chị. Cái kinh này nè, kinh là một kinh quá rồi, kinh ta ít có người đi. Có mình liều mạng mình vô. Đúng rồi. Bơi thấy mồ luôn. Tụi hết không chị? Nó trơn. Này mấy con này, hai cái chốt, bốn gắt lát là sáu con cái chê với con cái gô. Rồi mấy con chốt. Sáu, tám con hả? đúng rồi. Rồi giờ đó nha, cái chốt đó nha. Ôi, trả lại cho chi cũ đi. Không, đẩy cái đít này vô, trong đống trà nè. À, một cái một là đủ ăn rồi đó. Rồi cô để gắt lát ra vô trong sạp này đây, giờ cô nuôi với đường mình. Tới rồi chú ơi, tới đây. Nuôi cho cá lát này nữa, nó bự lắm mà. Thôi bỏ cá chốt rồi, nó mua cá chốt luôn. Có mấy con nè. Cô tới chưa nha? Đâu đây cái gì nè chị ơi? Chưa mà. Lâu quá mấy ngày không nhớ luôn á. Cái này mình đặt vài ngày á, cá nó mới vô nhiều. Mà mốt đem ngượng cái trà dầm đi bơi tiếp. Như đâu đây phải không? Nhát nhìn nè. Kè lục bình trước kìa, kìa. Đó, heo queo ở đây nè, nằm đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Thấy rồi, em thấy rồi, em thấy rồi đó.
Từ từ thôi, từ từ. Dẹt mày ra cho cái miệng nó vô. Con cá gừa cá sặc nó chết luôn. Nó chèn nổi. Ồ. Có cá lát nữa. Có nữa. Có con cá lóc nữa nè. Cá em thấy rồi. Luôn là dịnh cho coi xuống dưới đây. Ừ. Nè. Cá lóc. Chị hôm xỏ một bình thêm đó chị. Em cá lóc này bỏ ngoài để nhảy mất tiêu không? Để nó vô sạch cá lóc luôn đi. Có con cá sặc chết thôi. Em quắt cá lóc trước. Ê, mình được con cá lóc. Quá trời ngon luôn. Cho vô trong này đi. Ồ, có sặc lát chân nha. Cá sặc lát nè. Ba con cá sặc rồi đó nghe. Bốn. Năm. Sáu. Một con cá rô nhỏ. Một con cá sặc này bị chết. Xong. Đó là hết rồi. Chị muốn gì nữa? Tôi không muốn nữa. Muốn nữa hả? Ừ. Chị để đi mai mốt lên giả nữa. Có nữa. Dạ. Dạ. Hồi đó em với ba đi dở là cá chạch lấu không à. Ha, bây giờ không có cá chạch lấu ha. Con nào lấy bằng cầm tay vậy đó, nó bự mà. Ừ. Cá nó đem về kho khô, xả nghệ. Trời ơi. Kho xả ớt nghệ. Ngon lắm. Cá này cho vô trong đây cho nó sống. Ừ. Mấy cái sặc này mà đẻ nó có bọt im lắm nè. Đẻ chứ chị. Đẻ. Nó đẻ nó mới nhiều ra nhiều vậy đó. Nó đẻ là nó tuyệt chủng rồi. Nước trong xe luôn ha, nước này tắm im lắm nè chị. Đừng cho gặp bình lợi tắm ha. Chị với chị ba lợi đi. Đâu lợi được. Ừ, tới rồi đó. Thôi sợi dây thấy không? Quyết chị đi đi. Quyết tôi thôi đậm đậm. Xích xích ra đây. Xích xích ra đây. Lấy sợi dây cái là kéo lên liền. Chị nó ủi vô ông cái chạy không kịp. Kéo mạnh lên cho cá nó chảy ra. Đừng lắc quá nghe. Có cá không? Có thấy mấy cá sặc. Cũng có con cá gì hả? Nắm cái chè chè này xuống, nó dần ra hết rồi. Ồ, có được con cá rô, mấy cá sặc. Được con cá rô. Đây. Dịnh nha chị. Coi coi mấy cái sặc dịnh cho. Trời, có con cá bẻ chầu nữa nè. Hai đó con. Hai đó con. Đừng giỡn mày. Con nào nó cũng vô hết trơn mà. Cá sặc nè. Một con cá sặc. Hai con cá sặc. Một con cá rô. Được con cá rô bự. Ba con cá sặc, bốn con cá sặc, năm con cá sặc. À, cái này được sáu con cá sặc nè. Nhổ nó ra luôn không? Một con cá bẻ chầu. Không, để không, không. Vô cá để, luôn. Để cho nó làm như là làm cái... Như được cái đống trà vậy. Đống trà vậy, ta lum ta la vậy.
hai cái nữa. Thắng tới cây tre cao cao chứ, thấy không? Nên thấy không? Rồi rồi rồi, tới 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 rồi. Chậm quá nó đi á. Nó mắc chân ăn. Có con ốc quắn ra nè, nó đeo kìa, thấy không? Trời ơi, chè nó ở đây nè. Trên khi nó trơn, nó cắm đầu vô xô bồn luôn. Thử coi. Ồ, có cá sặc à. Có cái gì? Em đen kìa. Wow, cá chê nè chị ơi. Cá chê luôn mà bà ơi. Cá chê nữa nè. Cá chê luôn mà có cá gô luôn coi. Có không? Có. Nè. Đây tôi dịnh cho. Đó thấy không? Tôi trước tôi nhìn thấy trước bà ba chứ. Hèn chi nãy giờ dành ăn trước dữ. Ồ, cá chốt nhóc nữa nè. Cá chốt nữa. Cá sặc. Trúng rồi. Bữa nay nó chơi mình bội thu nó đó. Ừ. Cái này là 4 cái rồi đó. Ồ, cái ăn lòng chín đỏ luôn chứ. Ồ, con cá gô bự nè. Ồ, con cá chê nó dính nè chị. Đây nè. Ồ, cá chê nó thiệt ngon quá bà ba. Chê trắng. Ừ. Thôi. Ôi, cứng nhắc luôn. Cá chê đã tay luôn ha. Ừ. Nó dướng cái dai vô trong này rồi. Đây. Quá ngon luôn. Quá sáng ngon. Nè. Nó dịu hoặc. Cái này là cá chê trắng. Ôi trời, con cá đâu có trong nó bụng bụng đâu. Canh ở đâu mò hả? Có tép nữa mới chịu á, tép nè. Trời, thấy ở ngoài không? Chưa ở ngoài nữa. Nãy mới thấy cá chốt ở đâu. Cái chân dính lưới á. Ba con cá sặc à. Đây con cá chốt nè. Ba cá sặc, con cá chốt, con cá rô, con cá chê. Con cá bê chầu với con tép. Rồi xong rồi, hết rồi. Cho xuống, cho xuống. Cho cái nào mình xuống trước cơ đó. Cái này xuống trước nè. Cái này bị cắm xuống bùn nè. Rồi xong. Tới luôn. Còn cái nữa. Ra đường này đi em móc tiếp. Đây mình tới trước chút. Trước chút đi. Trước nữa chị. Từ từ qua từ từ. Ờ mình đặt đây một cái đi. Đây nụt quá kìa. Vô hết luôn không? Chắc không vô quá. Không, mình đặt xong mình bỏ mồi vô. Cô biết sao nó dưới sạc không sao đó, cái của mình chìm xuống được. Nè chị. Trời chị này, cái dây này đó. Nó chạy, không, cái dây nó chạy em tưởng là con cá là nghịch chứ. Nó chạy nguyên cái bồ, cái bồn của mình. Khoan, buông đi. Ủa cá mẹ cá con cái gì không thấy cái gì trên vậy? Ôi nó qua nó không chà hết rồi đó. Bây giờ nó chà hết trơn rồi. Lại nó thiệt chứ. Dịnh nha. Dịnh rồi. Hèn chi em thả cái gô này ra. Con mới cầu có sặc gì đó. Thôi cho xuống đi được. Đừng, con cá gô nè. Vô đi coi.
con cứ vô à. Cho cái đầu này xuống trước mới được. Nãy sợi dây nó gịch, em tưởng là cái bôn của mình nó cá nó gịch. Đi sân dây này coi vậy mà mình được ba con cá rô, hai cá chen, con cá lóc. Rồi mình bơi. Rồi mình đi về. Rồi. Thấy đâu chạy không? Chạy nhóc kìa. Rồi mấy chị em dân dở bôn xong rồi, bây giờ mấy chị em dân tới đây để mình hái rau về mình nấu canh ăn. Cái cây này nè. Cái cây tắc bung. Cây mà lớn mà tắc cái bung. À biết sao mà bác. Bung. Ồ, đây dọc miếng đồng nhóc nữa nè. Cái mùa này là mùa khô. Rau thì nó chưa có tốt, không khi nào mùa mưa xuống á mới xanh xoay nảy nở nhiều lên. Trời đất này tốt ghê chị, bung cái nè. Cái này đọt chạy nè. Nên mình hái tập tàn đi, cái nào mình cũng hái một ít ít gì đó, nấu ăn ngon lắm. Nhân lòng cũng được nè. Lặt lá bỏ. Lặt lá bỏ hả? Lặt lá bỏ lấy cọng á. Đọt nhân lòng á chị. Ừ. Ủa mình lấy lá luôn được hả cô? Đọt nhân lòng lấy lá bỏ lấy cọng ngon hơn. Nó giòn. Hồi em nấu gì chị ăn. Rồi đó là mình sang đó. Ủa trời nắng giờ đang chạy tắm giờ. Cái này chị ba chứ kêu ăn này nè. Tính đi rước lại hái đó. Ôi thằng này nhóc nè. Hết rồi đó. Cá chạy luôn rồi. Nó mát khỏi đội nón luôn. Phải không bà? Phải. Cây cỏ này mà cái nào cũng ăn được hết trơn, cái mình ngon lắm ha. Có cái mình ăn được. Ăn được đó chị ăn được. Rồi mấy chị em dân đi dỡ bôn về để đổ là được nhiều cá. Wow, nhấp chân nha. Chưa có nước đâu. Nước. Bỏ mấy con cá sạch vô đây đi để mình nuôi nó. Đó hả? Cắt lát cái sặc luôn. Cá chốt luôn đi. Cá chốt luôn. Chốt nuôi nó cũng lớn lắm đó. Lớn, bự lắm. Dạ. Cũng giò cái á. Tưởng ốc bù vàng chị nuôi nữa chứ. Nè, được bao nhiêu cá ngon này nè. Nãy mình hái nhọt nhắn lòng rồi đó. Cá lóc mình nấu canh chua. Ủa nấu canh. Nấu canh tập tạ. Cá rô kho tiêu. Còn cá này thì nuôi. Mấy chị em dân đi dỡ bôn về à, cá lóc này thì dân nấu canh. Nấu canh rau tập tàn. Và cá rô thì mình kho tiêu. Giờ mình kho tiêu trước nha. Cứ nấm lửa nha. Mình nấm lửa nấu vào canh luôn đi. Ừ. Rồi mình đắt chảo lên để mình kho cá. Nấu canh luôn à? Nấu canh luôn. Hai cái nóng hết, ngon. Nước màu luôn nha. Cho cá vô. Cho nước mắm vô. Cho miếng hạt nêm vô. Rồi chụm riêu riêu thôi. Mà nước sôi mình cho cá vô luôn. Này màu chín lắm, mình đem gia vị vô sẵn luôn cho thấm vô con cá ngon. Muối, hạt nêm với đường, chút xíu đường. Mình cho rau vô nồi canh luôn. Đọt chạy với đọt nhắn lòng với rau dịu.
Rồi là cá mình vậy được, mình cho hành lá vô. Cho miếng tiêu vô. Rồi nhắc xuống. Canh được rồi đó chị. Rồi mấy chị em đang nấu cơm chín này, mời các bạn ăn cơm. Thôi canh hấp dẫn được. Bữa nay má không có nhà, má thì chơi. Má đi chơi rồi. Rồi ăn cơm thôi. Em ăn canh gạo rồi thử rồi. Rồi mà cả nhà ăn cơm. Mời các bạn ăn cơm. Tối là ngục ngục quá, không biết nóng không. Mời các bạn ăn cơm. Ăn thử rồi, ăn thử đợt nhân lòng lặt hết lá. Với đợt nhân lòng mà để lá sao? Nó ngon hơn cái đại lá không? Đúng. Tại cái lá nó không ngon, nó hơi nhẵn đúng không? Đúng rồi. Mình mới kinh nghiệm nha, định mình nghiệm được chưa hả? Không, mình lặt là đợt trước mình đâu có đập bỏ lá uổng mà. Hết rồi, mình sớm để lá mình ăn. Ừ. Giờ ăn rau quả ăn cá nha, ngon. Ăn rau quả ăn cá nha. Ai chỉ cô vậy? Không có ai chỉ đâu. Cái lá của nó là nó mềm mềm, ăn vô nó không ngon, mà cái cọng thì nó giòn hơn. Ừ, ăn cũng ngon mà. Em sẽ ăn cá. Wow, con cá quá trời ngon. Cá bự. Chị sao vậy? Ăn cá bự mới chịu ạ. Rồi. Béo. Béo tới tay luôn. Béo rồi lắm luôn. Chị phải ăn cái da. Chị phải ăn cái da, chị phải ăn cái thịt. Em chỉ ở chung nhà được. Biết chi không? Cho chị ăn da em ăn thịt. Phải ăn gì ăn cá à? Ngày xưa em đặt bôn không phải là cái bôn loại này đâu, mà người ta đi bắt heo về đó, cái bội bắt heo của người ta nó bị hư, cái người ta bỏ, cái em với ba mới lấy là chà tre chà đồ này kia nhận đầy vô trong đó chưa? Đem xong đặt. Đem xong đặt. Mà không có cái túi với mình đâu, mình dở nha, mà chậm là đi ra đó, nó ra hết đó. Nó bít bằng cái đít luôn mà. Nó không có bít. Mà bít. Có lỗ lỗ à? Lớn nè. Ừ. Nó thưa thưa. Cô biết cái lỗ thưa biết làm gì không? Cái mũi heo nó thọt ra đường đó ha. Ừ, thở ha. Thở ha. Còn đương như kéo mà thảy lên xuồng một cái là cá tự văng ra luôn. Còn của mình đây nó đỡ hơn cái kia ha. Cái này là chị tự chế biến trong các loại cá đồng, cá rô là ngon nhất. Béo mà thơm ha. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.